toàn bộ được bọc bằng da cá sấu, da nhập từ nhà máy thuộc da lớn trên thế giới này. Một sản phẩm bộ mà sắp hoàn thiện để trình bày trên làng quý khách. Và rất nhiều bộ khác, những sản phẩm màu độc, những sản phẩm da độc rất độc đáo. Da có sẵn tại showroom của khách chỉ việc đến chọn lựa màu da và người làm sẽ thực hiện sản phẩm như yêu cầu mong muốn của khách. Vâng, Kỳ Lân kính chào tất cả quý khách. Hôm nay Kỳ Lân thực hiện clip này để mà giới thiệu với quý khách sản phẩm cũng như dịch vụ của Kỳ Lân. Đó là cái ốp lưng cho điện thoại iPhone cũng như Samsung. Và cụ thể đây là cái iPhone, nắp lưng của iPhone bằng da nha, iPhone 13 Pro Max. Và đây là cái ốp lưng bằng da cá sấu đẳng cấp mà khách hàng vừa đặt hàng của Kỳ Lân Luxury và bây giờ đã hoàn tất rồi và chuẩn bị bàn giao sản phẩm, nên Kỳ Lân xin phép được làm clip này để mà review. Và hiện tại là đang nằm trong cái điện thoại iPhone luôn. Kỳ Lân sẽ review sau khi bỏ cái iPhone vào nó sẽ như thế nào. Ok, và Kỳ Lân lấy ra điện thoại nè. Đây, toàn bộ được bọc bằng da cá sấu, da nhập từ nhà máy thuộc da lớn trên thế giới này. Và nhà máy này chuyên thuộc cho tất cả hãng thời trang nổi tiếng trên toàn cầu, nổi tiếng về sản phẩm luxury, nổi tiếng về sản phẩm cao cấp. Và nếu như quý khách nào có nhu cầu những cái ốp lưng, những cái bao da, những cái ví cầm tay cho điện thoại, ví dụ như là cái ví cầm tay này, đây là cái túi clip nè, đây là cái nón nè, và quý khách sẽ để ý cái dây thắt lưng, mặt dây thắt lưng, và còn giày thì đang hoàn thiện, sắp xong rồi, sẽ có trong clip tới, dép nữa và áo khoác nữa. Những cái đó là đang hoàn thiện, và tất cả những gì liên quan đến đồ da thì Kỳ Lân cũng làm bằng bộ này. Một sản phẩm bộ mà sắp hoàn thiện để trình bày trên làng quý khách. Và rất nhiều bộ khác, những sản phẩm màu độc, những sản phẩm da độc rất độc đáo. Thì sẵn tiện Kỳ Lân review luôn cái chỗ này. Đây là một cái ví cầm tay đựng được rất nhiều đồ và công năng. Lật ra, logo bằng vàng nguyên khối đến với ba viên kim cương thiên nhiên nè. Đây là cái bút nè, cái bút đựng cái bút nè. Và đây là đựng hai cái điện thoại luôn, hai cái điện thoại smartphone. Một cái nè, hai cái nè. Và đựng tiền ở đây, đựng tiền hay là giấy tờ ở đây, thẻ ATM, chứng minh ở đây, cây bút, rất là gọn. Vâng, và quý khách nào muốn những cái ốp lưng, những cái bao da, những cái ví cầm tay cho điện thoại smartphone hoặc là điện thoại Bluetooth hay là tất cả những cái đồ sản phẩm mà mình muốn, hoặc là chìa khóa luôn, chìa khóa của xe hay là chìa khóa của xe ô tô, xe SH cũng được, nhưng là bất kỳ cái gì quý khách muốn làm đồ da thì liên hệ với Kỳ Lân. Và da thì có sẵn một kho da nhập từ châu Âu về đây, da có sẵn tại showroom của khách, chỉ việc đến chọn lựa màu da và người Lân sẽ thực hiện sản phẩm như yêu cầu mong muốn của quý khách. Hoặc quý khách ở xa thì lên website của Kỳ Lân Luxury để xem mẫu cũng như xem da, hoặc là có thể connect kết nối với Kỳ Lân qua hotline, gọi cho Kỳ Lân 0901 247 247 hoặc là kết nối Zalo 0901 247 247 để Kỳ Lân gửi một bộ sưu tập khổng lồ về da, chất liệu da cho ông khách chọn lựa màu sắc. Rất nhiều những sản phẩm mà đẹp, độc, đẳng cấp, hoặc là thiết kế độc theo cầu, hoặc là thiết kế công năng công dụng theo cầu. Tức là quý khách thích ở là như một cái ốp lưng bình thường như thế này, đơn giản như thế này, mà da đặc biệt như thế này, thì quý khách chỉ cần nói Kỳ Lân à, bây giờ anh chị muốn thêm một cái ngăn để đựng ATM ở đây, đựng tiền ở đây, hay là thêm bất cứ cái gì, Kỳ Lân được đều thực hiện cho quý khách cả. Quý khách chỉ cần có nhu cầu, Kỳ Lân luôn sẵn sàng đáp ứng. Đó là cái tiêu chí của Kỳ Lân, phục vụ tất cả những yêu cầu của quý khách. Cảm ơn quý khách đã dành thời gian xem clip của Kỳ Lân, và rất nhiều clip về sản phẩm hấp dẫn độc đáo sắp tới sẽ còn trình làng liên tục nữa. Vì vậy Kỳ Lân mong muốn rằng quý khách hãy ủng hộ Kỳ Lân bằng cách subscribe kênh YouTube, like theo dõi fanpage này để cập nhật nhiều video, nhiều sản phẩm hấp dẫn mới chuẩn bị cho làng nữa nha.
Bây giờ thì Kỳ Lân chúc tất cả quý khách thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và luôn thành công và đồng hành cùng với Kỳ Lân Luxury, kỳlanluxury.com. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.